dân bước Chúa vào nơi hoang địa để chiều ma quỷ cám dỗ. Khi Chúa nhìn ngắn 40 đêm ngày, Ngài thay đổi tên cám dỗ mới đến gần. Ma quỷ biết Chúa đói nên cám dỗ Ngài. Bản tính con người yêu ngạo, muôn đời vẫn thế. Người ơi, nào luôn sống trong khiêm nhường, lòng kiêu căng cơn cám dỗ luôn dâng trào. Người ta sống không chỉ vì cơn, không chỉ vì cơn mà nhưng với mọi lời mới do nhiều nhiên Chúa bao cho. Dân đêm núi nhìn xem gian trần, hãy nhìn tất cả vinh quang đó.